Yo, hello, what's up chào anh em nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, tiểu tử đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em của game Gomu huyền thoại nha, mình đây tiểu tử đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xin một like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, cùng người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình hốt code và đốt top ở S1 thôi anh em. Hiện tại thì đang có mấy quả quà code anh em. Ui, thêm mảnh ấy à, thêm được mảnh N ở đây 80 mảnh. Tính ra tôi đang chuẩn bị đổi được ảnh N anh em, nhưng mà N nó chỉ tạm thời thôi chứ off meta, sau này off meta nhanh lắm. Đang không biết băn khoăn thế nào anh em. Hiện tại hôm nay thì đang có sự kiện giảm tính năng cộng skin này, bọn tranh thủ cộng cho sớm full skin. Đó. Đó, cộng skin nó đang giảm số anh em. Xem qua nào, N hiện tại ngoài đây tôi đang có hình như là ở 20 mảnh nha anh em. Kỹ năng AP giải trừ. Đi nhận code mới đây anh em. Hôm nay nhà phát hành phát code mới đây anh em, bên anh em lấy chưa? Nếu chưa tôi lấy nhá. Ok các bạn, vô phần bài viết nào. Rồi. Ok thì vẫn như thường lệ thôi anh em, nhận code mới thì các bạn vô đây anh em, comment Gomu huyền thoại. Nhà phát hành mới cập nhật code mới anh em nhé, các bạn vô giờ gõ vô huyền thoại là cập nhật code mới anh em, chứ không phải là mấy cái code cũ đâu anh em, nên các bạn phải lo. Đó, anh em gõ vô huyền thoại anh em, cho nó đợi một xíu anh em, 5-3 giây gì đấy. Rồi ok các bạn, đây rồi, hàng về. Bắt đầu thôi, nhận quà. Hiện tại sự kiện được pick lại rồi anh em, đó, chỉ có 4 sự kiện thôi và nhận được 3 code trong đấy anh em. Trong đấy có một cái tôi nhập rồi, còn hai cái tôi chưa nhập anh em, thì thủ lấy luôn. Và group mới này. Ok các bạn, còn hai cái nữa. Vote out làm sao là tôi lấy rồi anh em. Vote out làm sao là mạnh A đấy. Vote out đi A các bạn. Về quả livestream không lấy được đâu anh em nhé. Các bạn lấy được quả phát cứng nó một thôi. Đây quả livestream là đứng hình luôn các bạn, không lấy được. Mà có lấy được thì gửi qua cho các bạn được cái thư giác thôi, nó không có giá trị. Đây, anh em có lấy là lấy được cái này thôi. Ok các bạn, sao chép. Rồi. Ok anh em, hai cái đấy rồi. Có code nào. 1. Nào từ từ. Rồi, hai code anh em. Đó. Ok, qua fanpage anh em. Fanpage thì hiện tại thì chúng ta có quà livestream quên là mốc Kala anh em. Đây. Lâu Wallo VIP anh em cộng với code 5k like, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy báo gì anh em, mặc dù đã đủ rồi cũng chưa thấy thêm vào bài viết hay là dưới bình luận có gì anh em, thầy vẫn cứ im chả biết thế nào anh em. Chuyện mới chắc là của anh em đó, chưa có thấy thông báo gì hết về vụ này anh em nhé. 5k like là không code mới anh em, có code mới mà chưa thấy nhà nên anh đợi thôi anh em. Về game anh em đó, hôm nay thì cũng có quá trời code luôn các bạn nhé. Rồi thư anh em, thư xem nào. Tương tác Lami có quà, có cốt Gomu máy đỉnh này anh em này. Quà Lami vui vẻ thì có yêu Lami này anh em. Đó. Đây quà tôi đua sự kiện các bạn rồi. Vậy là tổng chúng ta có 5 quả cốt rồi anh em, nhập thôi. À có đèn dùng nữa rồi. Vậy là còn mỗi cái code ấy thôi anh em. Code phân cứng thì đây anh em này, tôi chưa nhập. Đây, được mảnh Rook với Chopper các bạn. Ừ, có Rook với Chopper. Khá là ngon. Tiếp đến là code nâu Wallo VIP. Wallo VIP anh em. Đây. Thề có code này cũng ngon đá ma luôn anh em. Đó. Rồi. Gomu máy đỉnh. Code này thì cũng bình bình thôi, nhưng nói chung thì nhìn qua thì cũng được anh em, cá nhân tôi nhìn code này thì cũng được bởi vì đang thiếu vàng các bạn. Và cuối cùng không thể nói thiếu quả code đó là yêu Lami. Khá đặc biệt các bạn đấy. Toàn bộ code anh em nhé. Đấy, chứ anh em nên fanpage đấy, con đây dùng riêng thêm các bạn. Mấy code chung này tầm này cho anh em nhập hết rồi. Tôi chưa nhập thì tranh thủ nhập thôi. Ok, vậy là có thêm một rương này nữa các bạn. Cũng y chang cái kia. Ở đây thêm được 20 mảnh chúa trẻ em. Ví dụ như vậy anh em, đây thêm được 20 mảnh chúa trẻ em. Với đổi sự kiện này nữa, đổi sự kiện này nữa xem nào.
hết chỗ này là tôi được 40 bông hoa thì anh em gọi 40, 20 là 60, 65 30, 30 với 20. Cộng với 20. 50 70 chưa đủ anh em, thiếu 10 mảnh nữa mới đủ đổi. Ơi, cứ bình tĩnh các bạn, còn không có để đấy để đến lo không được các bạn. Ở đây là có 30 mảnh của anh no sẵn rồi, tôi nhận thêm mảnh nữa 40. Đấy, cứ để dành dần các bạn, cứ để dành dần dần biết đâu đến khi đủ sao. Cứ bình tĩnh mà thong thả thôi các bạn. Đấy, cứ bình tĩnh mà thong thả thôi anh em. Không phải nóng vội. Đây thằng gì? Bất nợ hút HP khi đánh thường. Thêm quả chopper về đội anh em, nhìn trông khá uy tín đấy. Thêm chopper về đội anh em. Rồi, chiếc mẹ đá nào anh em. Ok, Sisa Slow đi đá về anh em, đi đá về nâng cấp rồi. Giờ nâng cấp rồi con. Rồi ok. Bây giờ mà gỡ hết xuống là cũng được 1-2 viên này kia đấy anh em. Nhưng mà lân kiểu đấy tôi thấy mất công thôi chứ anh em không được cái gì hết. Nhép nào. Ok, coi bên này anh em. À, tím cũng được 2 viên rồi. Căng thế nhờ. Đạt tím được 2 viên anh em. Ok, khảm cái này cho anh ấy đi. Khảm này cho anh Sabo các bạn. Cá nhân tôi thấy Sabo có vẻ cần hơn các bạn nhé. Sabo đứng đầu sao không phải hút máu nhiều tí các bạn. Rồi. Rồi, lại cũng được, lại mang đá cho bên này bù vào anh em. Đấy. Lại mang tạm tạm vào thôi. Robin. Đây, rồi. Pick lại tí anh em. Rồi cũng tăng thêm 5k được chiến anh em. Mà chơi lên được 300k. Sao? Đá vậy thì up cho em 300k luôn anh em. Tăng nhẹ nào. Chopper về sau cần dùng nhiều ạ. Rồi ok. Tăng bao nhiêu? Đấy, 8k lực chiến anh em, 300k. Lộn anh em đồ top nào. Ui. Dù ông nông dân này đủ vợ ác thế nhờ. Úp nhìn úp anh nào này. Hề hiện luôn ạ. Ui. Chưa gì đam quả đá 6 rồi anh em. Ui đúng kiểu chơi chân hệ lạp có khác các bạn. Sự kiện này còn diễn ra 7 ngày nữa. Gấu người ai đây? Cũng bình anh em. Đây mấy anh em ngồi đợt này anh em chơi kiểu chưa biết đấy. Đùa gắt nhỉ, anh em cũng một gắt quá. Vô hàm xem nào. Này nhưng còn lượt ra tôi đánh rồi anh em. Kỹ năng hàm tăng HP lên đi. Tăng lên rồi tính sau anh em. Shop kho báo hàm đội. Chuẩn bị chiến hàm nữa này anh em này, chiến hàm cho chuẩn bị đại chiến hàm. Bảng xếp hạng. Ok ok các bạn, để căn thời gian chiến anh em, chuẩn bị căn thời gian chiến hàm. Rồi, để xem là giờ còn nhiệm vụ chưa làm nốt. Đây, đấu trường ngày à? Nhắc cái đấu trường anh em, tôi bị tụt top rồi. 112 này. Shisha Cloud cho đại đội anh em. Cho Shisha các bạn, vẫn cho chơi Shisha Cloud. Tối nay tranh thủ sẽ ngồi cộng skin các bạn nhé. Tôi chưa cộng full kim tướng đâu. Tối nay bắt đầu nó hồi kim này, tối nay tôi sẽ cố gắng cày full kim tướng anh em. Đó, chứ hiện tại hơi toang các bạn. Thì là hơi toang anh em. Tối nay phải ngồi rảnh ngồi cày full kim tướng mới được. Ulti nào, ulti đi, ulti đi, ulti đi. Kìa. Làm gì đi chứ. Đơ ra nhau nè. Kìa toang đấy nhờ. Rowin thua nào đây. Căng đấy nhờ. Ok bạn nhớ biết nào anh em. Ao ra cho nó đơn giản. 98 này.
cái kiếm lại bác 98 lúc nãy anh em. 93. Anh nhà có chú chạy en à? Từ giao lưu chú chạy en có anh em xem ngon không? Ngon thì cố gắng độ các bạn. Ngon thì cố gắng độ cũng được. Đây nhà, hai bên cùng ấy à. Căng nhờ. Ui, căng đấy anh em. Căng đấy, căng đấy. Ui kìa 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 kìa. Kìa kìa đừng làm vậy. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên. Vừa hợp lý anh em. Ok, hôm nay up được chiến rồi, dần dần sẽ cũng lên lại được thôi anh em. Thôi thì hình thì cũng cập nhật qua quả cát thôi anh em nhé. Video tạm thời tôi kết thúc đây anh em. Thì ngày hôm nay cày cua đến đây thôi anh em. Bye bye, hẹn gặp mọi người kế tiếp theo nhé. Bye bye mọi người.